Mình quay chung nè các bạn, quay trên đường, trên đường của làng hoa Sa Đéc, nhưng mà mình đi đường khác hồi nãy nha, tức là làng hoa nó có hai cái đường vô. Ôi ôi, hoa bọt vàng nó phía luôn. Quay chậm như thế này, đây quay chung hết rồi các bạn. Hai bên là hoa, là hoa. Có bông trang này có cái tên rất là đẹp. Bây giờ là người ta không có dùng bông trang nữa, mà các bạn có biết người ta dùng cái tên gì không? Mẫu đơn. Đây, mẫu đơn là này đây. Để mình biết thêm một tên gọi của cái bông trang ngày xưa mà ở quê mình kêu là bông trang, bây giờ là kêu là mẫu đơn. Trồng hoa cũng cực lắm chứ ha các bạn, nắng như thế này trồng cực lắm. Đó, có chiếc xe điện phía trước nè. Xe đường điện này là đưa khách du lịch vào ra làng hoa này các bạn. Lâu có những cái khóm hoa mà rực rỡ nhiều màu sắc, đẹp lắm. Ở hình gì đây chứ các bạn, nhìn ở ngoài là đẹp lắm nha, mình thích lắm. Cạnh một dòng sông, dòng sông giờ thành con kênh con rạch rồi chứ không có kêu dòng sông, tại vì nhỏ đó các bạn, chút xíu à. Những người dân người ta trồng hoa, người ta cũng muốn có đất thêm, người ta bồi từ từ cái nhỏ lại. Khách du lịch nhộn nhịp rồi. Hôm nay tình hình dịch bệnh mà gì đây, chứ còn không có dịch bệnh là các bạn thấy đó, còn xôn xao hơn nữa, còn rộn ràng hơn nữa. Tua ra giống như hoa mắc cỡ đó, kiểu đó, nhưng mà cái sợi nó dài hơn. Đây nè, đây cái thêm một nhánh nè, thì cũng trồng hoa tiếp tục. Ở đây là trở ra nè, trở ra cái cổng làng hoa ban nãy đó các bạn. Đó, bạn thấy những ngôi nhà cao tầng nè. Đó, những ngôi nhà cao tầng ở thành phố Sa Đéc. Ở trong cái khu làng hoa đó, ngày xưa đó thì không có những cái ngôi nhà đó. Bây giờ ta làm ăn khá, rồi trồng hoa, thu nhập tương đối ổn. Ra ta có tiền các nhà đẹp quá, đất ở đây là đất vàng, rất là đất vàng, phát triển lắm. Đẹp mãi vườn hồng quê ta phố qua từng nét đồng bằng xa đẹp mừng đẹp mãi mùa xuân.
thành phố mà ta gặp cái khu làng hoa này chắc thích lắm. Tại vì ở thành phố thì dân cư đông đúc, đâu có cái chỗ mà để trồng hoa kiểng.